Minh Vy ơi. Ờ đây đây đây, mẹ sắp xong việc rồi đây. Ờ vừa mẹ ấy mẹ hót cái chỗ thóc rồi, tránh trời mưa rồi. Bây giờ chờ mẹ nhá, mẹ bán hết cái chỗ trứng này xong, hai lải chuối này xong mẹ đưa con về nhá. Vâng, mẹ ơi con đói. Ờ con đói à? À đây. Đây, lúc sáng mẹ có mua cho con một cái bánh rán này, con cầm con ăn đi này. Không, không ăn đâu. Ờ, bánh rán ngon, mọi khi con thích ăn mà này. Không, chứ con không sẽ ăn nữa đâu, con chỉ ăn túi gà già với cả khoai lây chiên với cả con gà. Nhưng mà mẹ là không có tiền để mua những cái đấy, những cái đấy đắt lắm. Để khi nào mẹ có tiền thì mẹ mua những thứ đấy sau được không? Không được. Áo con rách 2 giờ đây là mẹ mua áo mới cho con. Mẹ biết là áo con rách rồi đấy, nhưng mà mặc tạm cũng vẫn được á. À, thế để mẹ kiếm thật nhiều tiền mẹ mua áo mới cho con nhá. Đây là gì mẹ lấy ở đúng giá xong thì cho con đi đây này. Con thông cảm cho mẹ nhá, tại vì có một mình mẹ nuôi con á, thành ra là mẹ cũng không có nhiều tiền. Mẹ đây từ sáng giờ bán trứng với cả chuối này cũng chưa có ai mua được á, thế là mẹ không có tiền. Dép của mẹ đây, dép của mẹ cũng bật hết cả ra rồi đây này. Mẹ cũng chưa mua được dép mới. Thôi mẹ sẽ cố gắng, nếu mà có nhiều tiền là mẹ sẽ mua cho con này, nào cho con áo đẹp này, cho con dép đẹp để con đi nhá. Mẹ lúc nào cũng hứa cho con muốn mua được cơ. Bây giờ con muốn mua luôn á, nhưng mà bây giờ từ sáng giờ mẹ chưa bán được đồ gì á. Hôm nào mà bán được tiền thì mẹ lại mua đồ ăn cho con rồi. Mẹ hứa mẹ có tiền mẹ sẽ mua áo đẹp cho con luôn được không? Mẹ hứa đây nha, con muốn ăn kẹo luôn, mẹ mua cho con đi. Ăn kẹo luôn á. Mẹ còn mỗi mấy nghìn. Thôi được rồi, thế vào mẹ sẽ mua cho con một cái kẹo mút được không? Con muốn kẹo mút gì? Dạ kẹo mút môi. Thế để mẹ mua kẹo mút môi cho con nhá. Tại đây còn cái bánh đây, con ăn trước đi cho nó đỡ đói nhá. Đây. Đó, con ăn đi nhá, xong con ngồi đây chờ mẹ, xong ai vào để con bán hàng nữa chưa? Vâng ạ. Này đi mãi mà chưa kiếm được con mồi nào. Con bé kia nó ngồi một mình à? À, có đây rồi, kẹo mút với hộp màu. Con nít nào mà chả mê. Đi vào. Con ơi, con nhà con có bán đậu không? Không, nhà con chỉ có bán trứng, mẹ bán trứng thôi, cô chỉ mua gì? À thế nhà con chỉ bán trứng với bán chuối thôi à? Thế không có đậu con không mua đâu. Mà này, con ngồi đây không có ai chơi cùng à? Vâng. Thế con có thích cái này của cô không? Không có. Con biết đây là cái gì không? Kẹo mút. Thế còn đây, con có biết đây là cái gì không nào? Kẹo hồng màu à. Đúng rồi, thế con có thích không? Có. Cô cho con hết nhá, nhìn con đáng yêu này, cô cho con nhá. Vâng. Mẹ đi ơi, cái gì đấy? À, chị hả, em tới mua đậu mà nhà chị không bán đậu nên là em thôi mà. Đúng rồi, nhà chị không bán đậu, còn bán trứng mấy cả chuối kìa. Em mua nhà mẹ con chị đi. Em nhà em cũng không ăn chuối với ăn đậu, ăn trứng đâu chị ạ. Thế thôi, em về nha chị nhá. Con nhớ mặt cô nhá. Đây, con gái ơi, mẹ mua kẹo mút về cho con rồi này. Kẹo mút bơi con thích như này. Con có xin kẹo mút này đâu. Con bảo là con thích kẹo mút môi mà. Giờ con xin nữa đâu, con xin kẹo mút tơ cả của con kia cơ. Nhưng mà cô kia đấy là của cô đấy, còn mẹ mua cho con kẹo mút môi kia nó ngon mà con. Con chỉ ăn nữa. Sao con lại thay đổi thế nhở? Con không biết thương mẹ thì thôi, mẹ một mình nuôi con, mẹ vất vả đủ kiểu để lo cơm ăn áo mặc cho con, vậy mà con cái gì con cũng đòi hỏi như thế. Con không thấy mẹ nghèo đâu, con thấy mẹ giàu cưng. Này, đi đâu đấy? Cái con bé này, bao giờ thì mình biết hiểu mẹ đây chứ? Mẹ giàu cưng. Cháu nhớ cô là ai không? Có. Thế sao cháu không ở, mẹ cháu sẽ đi ra đây làm gì? Cháu không xin mẹ cháu đâu, cháu chỉ xin mẹ giàu cho, mẹ cháu nghèo lắm. Kể thật tình ra thì nhà cô ấy cũng chẳng có gì ngoài tiền. Trong túi lúc nào cũng có một cục tiền dày cộp như thế này này. Nhưng mà
khổ lỗi ra là cô cũng muốn có một đứa con gái. Kể ra ấy, thì cháu cũng đáng thương đấy. Nhìn này, cô đây này cũng đáng thương này. Tuy nhá, người đầy vàng này, xong túi nhá thì đầy tiền trong này đây này. Đấy, ở nhà nhá thì chất một dương kim cương. Thế nhưng mà nhá, cô vẫn thiếu tình cảm lắm. Bây giờ cô chỉ mong có một mụn con để được bế, được bồng, được yêu thương thôi. Ước gì bây giờ con là con của cô nhờ. Chị cô nhận cháu là con nuôi đi. Thật không? Con mới là con nuôi của cô ấy. Vâng. Ừ, được rồi. Thế bây giờ mẹ dắt con về nhá. Mẹ mua quần áo đẹp cho con nhá. Vâng. Nhớ là về nhà mẹ không đi đâu biết chưa? Vâng. Oh no. Minh Vy đâu rồi? Minh Vy ơi! Minh Vy! Đâu rồi? Minh Vy ơi! Con ở đâu rồi? Không biết là đâu rồi? Hay là về nhà rồi nhỉ? Minh Vy ơi! Đây, con gái mẹ ngồi xuống đây. Con thấy váy mẹ mua cho con đẹp không? Dạ! À, con đứng dậy xoay vào mẹ xem nào. Đấy, đẹp chưa? Cô đừng có chửi, con đi bán. Đây, đây con lòng nhà luôn đây. Cô
giới của tao không thèm nói gì không hả? Còn mẹ mày nữa nhá, mày đừng có hòng trốn thoát khỏi đây biết chưa? Bao nhiêu lần tao để ý rồi nhá, mày cứ lục lại, tìm chỗ này chỗ kia, mày hòng mày trốn đúng không? Mày đừng tưởng nhá, hở một kẽ tường mày cũng trốn được khỏi tao biết chưa? Dạ cô không trốn nữa đâu ạ, cô cứ đừng bán con đi nhá. Tạm thời hôm nay tao không bán, nhưng mày nhá, mày phải bỏ ngay ý định trốn về mẹ mày đi biết chưa? Mày nên nhớ, mày là người bỏ đi, mày là người có lỗi. Bây giờ mày mà vác mặt mày về thì con má không biết xấu hổ. Mẹ ơi, không biết bây giờ mẹ có nhớ con gái tội lỗi này không? Chứ con nhớ mẹ lắm. Mẹ tha thứ cho con nhé. Đã 5 năm trôi qua rồi, không biết là Minvy bây giờ thế nào nhỉ? Nó có được ăn uống được không? Nó có được người ta nuôi lớn tốt không? Nó có được một gia đình nào tốt tử tế nhận nuôi không? Không biết là bây giờ con gái mình ra sao? Mình nhớ nó quá. Minvy ơi, không biết là con có nhớ mẹ không nhỉ? 5 năm trôi qua rồi, lúc nào mẹ cũng nhớ con. Tiếng gì này, sao tiếng mèo con kêu này? Ở đây có một đàn mèo con này. Ôi, sao mà các em lại ở đây thế này nhở? Hình như là đàn mèo con này bị bỏ rơi hay sao ấy. Ôi, tội các em quá. Các bé mèo ơi, cô không có con gái. Con gái cô bỏ đi mấy năm nay rồi, cô nhớ nó quá. Bây giờ gặp các con ở đây, các con cũng bị bỏ rơi. Cô thấy thương các con quá, hay là cô mang các con về nuôi nhá. Rồi, để cô nuôi các con nhá. Không mà các con ở đây bây giờ không ai nuôi, không ai chăm sóc, như thế làm sao mà sống được. Để cô đưa về nhà cô nhá. Con bé kia, tao bảo lấy nước rửa chân cho tao mà lau tay. Con bị bắt cóc bao nhiêu này, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con.
Con về với mẹ rồi, mẹ vui quá. Sao nó lại thế? Mẹ ơi, cô bắt cóc con trai mất rồi. Thế thì mình bây giờ lên đồn công an, báo trình báo công an để người ta bắt cái kẻ bắt cóc này nha con nha. Vâng ạ.